Chào mừng các bạn đến với Hệ Excel Online. Ở trong bài học này mình sẽ dẫn các bạn cách để chúng ta có thể tính tổng nhanh ở trong Excel bằng cách sử dụng chức năng Auto Sum ở trong Excel. Các bạn có thể để ý ở trong tab Home chúng ta có một phần là Auto Sum. Khi lưu chuột ở cái vùng này, các bạn có thể thấy rằng Excel gợi ý chúng ta là Sum mở ngoặc nút An cộng với dấu bằng. Tức là phím tắt của chúng ta là phím An và bấm thêm dấu bằng thì chúng ta sẽ được tự động tính tổng. Để tìm hiểu chức năng tự động tính tổng của Excel thực hiện như thế nào, chúng ta sẽ làm thông qua ví dụ sau. Thứ nhất là tính tổng hàng ngang. Theo hàng ngang thì chúng ta có một cái dãy số nằm ở dòng thứ hai và kết quả chúng ta muốn nhập vào ô H2 thì chúng ta làm như nào? Các bạn không cần phải viết công thức bằng sum mà các bạn chỉ cần bấm phím An và dấu bằng, giữ An và bấm dấu bằng. Thì Excel tự động gợi ý chúng ta hàm sum từ A2 cho đến G2 chính là nội dung mà chúng ta mong muốn, nên bấm Enter. Kết quả là 273. Với dòng thứ tư, chúng ta có giá trị đầu tiên là không có nội dung gì, tiếp theo là có và đến cuối là không có nội dung. Tức là trong cái dãy số này thì điểm đầu và điểm cuối là không có nội dung gì cả. Thì chúng ta sẽ xem auto sum trong Excel thực hiện như thế nào. Các bạn giữ phím An và dấu bằng. Ở đây Excel gợi ý chúng ta là sum từ B4 cho đến G4. Tức là không tính điểm đầu nhưng có tính điểm cuối. Ok. Như vậy hàm sum được tạo bởi auto sum sẽ loại bỏ đi các giá trị đầu nếu như giá trị đầu đó rỗng. Ví dụ ở đây mình bỏ đi giá trị 18 và mình xóa đi công thức tính tổng, mình thực hiện lại auto sum. Giữ An bấm bằng. Đó, các bạn có thể thấy là Excel đã gợi ý là từ C4 cho đến G4 chứ không phải là bắt đầu từ B4 nữa. Nếu như tính tổng theo chiều dọc thì như thế nào? Ở đây chúng ta có 3 ví dụ. Một là có đầy đủ dữ liệu ở trong vùng từ B7 cho đến B14 thì auto sum ở B15 sẽ bằng sum từ B7 đến B14. Ok, chính là nội dung mà chúng ta mong muốn. Tiếp theo, với hàng dọc bỏ đi các giá trị đầu thì chúng ta sẽ bằng An bằng. Các bạn thấy Excel gợi ý là từ D8 đến D14, tức là bỏ qua giá trị rỗng đầu tiên ở ô D7 sẽ không được tính vào hàm sum được tạo bởi chức năng auto sum. Với cột F từ F7 đến F14 thì chúng ta có hai điểm đầu là ô trống và hai điểm cuối là ô trống. Hàm auto sum sẽ bằng giữ An bấm phím bằng. Chúng ta có từ F9 đến F14. Ok, tức là bỏ qua hai điểm đầu và vẫn giữ hai điểm cuối mặc dù hai điểm cuối là ô trống. Nếu như một vùng mà bị ngắt quãng, ví dụ ở đây chúng ta bỏ giá trị 77 đi thì chúng ta sẽ xem là auto sum sẽ gợi ý chúng ta như thế nào. Tại vị trí dòng B, tại vị trí B15, chúng ta ấn An và bằng. Thì bạn có thể thấy là auto sum gợi ý ra tính từ B11, tức là toàn bộ phần phía trên bắt đầu từ dòng trống bị ngắt quãng sẽ bỏ đi và chỉ áp dụng cho cái phần ở phía dưới mà thôi. Ok. Tức là auto sum sẽ gợi ý ra tính tổng cho cái vùng gần cái vị trí đạt kết quả nhất. Còn phần phía trên tính từ vị trí ô trống trở đi thì sẽ không được gợi ý để tính tổng. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi bài học.